Tình cao như núi, như hoa là hoa thắm màu. Ơn nghĩa mẹ cha, nào ai không nhớ trong lòng. Từng ngày lòng đông, cha mẹ vất vả trong chiều. Một đời thương đau, còn mãi đến khi bạc đồng. Xin Chúa ban nhiều ơn, giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui, bước đường xa an ủi mẹ cha. Trời bao thương mến, cho con được một mái nhà. Con có mẹ cha, là như hoa nở trên cây. Nhìn về xa xưa, ôi lòng biết nói sao vừa. Tình mẹ cống cha, người sáng bao nhiêu ngày qua. Tình mẹ cống cha, người sáng bao nhiêu ngày qua. Xin Chúa ban nhiều ơn, giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui, bước đường xa an ủi mẹ cha. Cuộc sống này bao nhiêu.
dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa. Xôn xao trời lời ru em ai, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đơn đau mẹ
soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thử thách lời Chúa trước trong sách tiên tri Isaiah
Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ tiếp đãi tất cả dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất trước khăn tang bao trùm muôn dân và tấm điệp trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: đầy đây Chúa chúng ta chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa nên người chúng ta đã được tin tưởng, cho nên hân hoan và vui mừng cho ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa là cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là đứng làm chủ sự sống và sự chết, là đứng đơn ước cấp trước căn tăng bao trùm muôn dân, cất tấm khăn liệm tràn trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ khỏi chết. Giờ đây xin Chúa đã thương chúc lành cho tăng phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiệp thông với người qua đời cho những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tăng phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đứng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tổ, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Là để khen chỉ kẻ sống và kẻ chết, thì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chết, Chúa phán: ta lấy sự sống ra và thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Vì có chết sống lại, ta luôn cứu độ các kẻ sống cũng như người đã qua đời.
Chúa nay cầu xin Chúa cho người quá cố đồng làm nắp tay, xin tiên được phép được tổ đã tiếp nhận bằng sống vĩnh cửu trở bằng đoàn cùng các thánh chức suốt đời đời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa nay cầu xin Chúa cho người thính thần đã đón biết cùng Chúa Kitô là ánh hằng sống để chúng ta sống lại trong lòng sau nhân. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa nay cầu xin Chúa thứ ta mọi tội lỗi cho và mắt ta đã sai phạm vì sự mỏng dòng của kiếp người. Để người nghĩ những lần được xứng đáng được hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lại chúng con. Xin Chúa cho mọi người đang ngăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhân Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúng đây cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang mặc đau nơi đây trong niềm tin được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng đưa Cha chỉ đến như Cha đầy ơn dưới đất cũng như trên trời. Xin cho và mắt ta được sống phục sinh của người đến muôn đời. Chúng con cầu xin giờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa nhận được xin lắng nghe. Thánh Đức bà Maria, Thánh Tử Đạo Việt Nam.
phục vụ giáo xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ và chia sẻ từ đất Bắc. Thì bà cụ bắt ta chưa hỏi về, theo lẽ tự nhiên chúng ta đau buồn thương tiếc, nhưng trong đức tin có lẽ cụ bắt ta đã hoàn thành cuộc sống nơi trần gian. Giờ đây cụ vui mừng thì sinh vào trong vương quốc vĩnh cửu, đó cũng là điểm an ủi, niềm hy vọng đời đời của người Kitô hữu chúng ta. Thì tôi xin đại diện cho bà con giáo xứ có lời chia thân yêu với gia đình và chúng ta các hội đoàn trong giáo xứ, chúng ta cùng nhau chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho bà cụ. Từ sáng ngày mai thì 7:30 có thêm lễ ăn táng cho bà cụ ở tại nhà thờ. Dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhân lễ hy sinh trên bàn thờ, tưởng nhớ con Chúa đã chịu chết khổ hình và cuộc người phục sinh lên trời vinh sáng. Đời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhân lễ hy sinh trên bàn thờ. Nguyện Chúa thương đói những người đã ly trần, diệu về trời quang vinh tụng ca tình yêu Chúa. Lời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Lời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao, nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Thank you.
sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tôi, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Ôn lạy Chúa nêu chấm tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tội, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi. Chốn luyện hình bao tháng năm đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng. Chấm tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tội, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Xin mẹ nhân ai thương tình cầu khấn cùng Chúa, mau dẫn tới quê trường sinh. Mẹ từng đã chung phần khổ đau cùng con Thiên Chúa,
nay xin mẹ kêu giúp một lần để ngài đừng chấp tôi. Đầy bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ái thương tình, cầu khấn cùng Chúa mau dẫn tới quê chúng sinh. Cực hình với yêu phiền, lửa thiêu ngày đêm không tắt, ôi xin tràng sư rất dịu hiền về chốn nghỉ lên trời cao. Đầy bao linh hồn trong chốn luyện hương, than van xin mẹ nhân ái thương tình, cầu khấn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Mẹ từng biết trên đời hiểm nguy bùa vây muôn lối, nên ai người công chính một đời chẳng từng lầm lỗi. Mẹ buồn tiếng nghẹn ngào, vọng thấu mãi lên trời cao. Đầy bao linh hồn trong chốn luyện hương, than van xin mẹ nhân ái thương tình, cầu khấn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường. Dâng lên ngài xin thương du tình,
với bánh miên dìu nho. Con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên dìu nho, con xin dâng ngàn hy sinh để thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Cùng với bánh miên dịu nhỏ, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với bánh miên dịu nhỏ, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà đêm đã lên lá cây mùa thời gian biến đổi như vỗ câu dồn tựa thoáng mây bay một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn nhưng con tin rằng ngày mai trong chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của chúa ngày ra từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn nghe xôn xao trời lời ru em ơi Thiên Chúa nhân từ chào đón người con sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mất nhưng chỉ
đời mẹ dạt dào dòng sữa thơm ngọt ngào, thơ dâng chào ơn mẹ cao sâu. Giờ mẹ xa xa đàn con cháu, để tình cha tên cô vắng lời hoài. Ôi mẹ ở nơi đâu, đời cha con thương khóc mẹ sớm chiều. Mẹ cùng con vui phúc nơi quê trời. Ôi tình mẹ dạt dào như suối nước tuôn trào, bao tháng ngày ấp ủ con yêu. Mẹ dạy con khi con thơ ấu, vào đời với tiếng hát à ơi. Nhưng giờ đây mẹ ở nơi đâu, đời cô liêu thương khóc mẹ sớm chiều.
nay còn ai đói hoài tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận này cô đơn chỉ còn trong có mẹ, mẹ đến cứu vớt hồn bao đau đớn. Maria mẹ ơi, mẹ đòi nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sâu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Maria mẹ ơi, mẹ đòi nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sâu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Trung chính nhưng bền sắc ở son.
đời không quên. Nhìn biết bao hy sinh bao gian nan, ước nguyện đời con luôn luôn chăm ngoan, tháng năm đáp đời. Xin ơn trên cho mẹ cha hạnh phúc, xuống cuộc đời niềm tin yêu thiên. Tấm lòng mẹ cha
ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình. Cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo người con ngoan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lê-rô giáo sứ Bình Khách đến cầu nguyện cho cụ ở ngoài đời, cụ là người cao tuổi. Nhưng hội Lê-rô thì xin cầu nguyện và xưng hô với cụ bằng lời thân thương nhất của hội đoàn Lê-rô dành cho một hội viên. Thưa gia đình Tăng Quyến cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay linh hồn mắt ta được Thiên Chúa gọi về khỏi đời này. Để trở về với Chúa trong vinh quang, giáo xứ chúng ta mất đi một người tín hữu nhiệt thành. Và xuất bến, Lê-rô mất đi một người chiến binh quả cảm và kiên cường, đã và đang dâng những lời cầu nguyện thống thiết lên Thiên Chúa để người dập tắt thế lực tội lỗi ở trần gian và làm sáng danh Chúa ở đời này. Giờ đây đứng trước linh cứu của chị Mata, toàn thể anh chị em Lê-rô là những người đã từng gắn bó gần gũi thân thiết với chị Maria Mata qua từng năm tháng để đưa ánh sáng tin mừng đến muôn nơi và thực hiện đúng tính chất là muối là men cho đời. Lê-rô ghi nhận tất cả những gì chị Mata đã làm trong công cuộc truyền giáo. Chị thật sự xứng đáng là một con người trung việt của Thiên Chúa, một chiến binh quả cảm kiên cường của Đức Maria, một hội viên tán trợ tin tưởng của Lê-rô Marie. Bằng ấy đủ để Thiên Chúa ban thưởng cho chị Mata cuối cùng toàn thể. Anh chị em Lê-rô xin cúi đầu kính cẩn trước, nghiêng mình trước linh cữu chị. Lần cuối hẹn ngày cùng chị Mata được hội họp trên nước mến yêu, nước vinh hiển Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương ban biếu hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao dồi cho đám lối thay đường, đời nghe lời con biết tha tình thương mẹ nó vô con ngày đêm. Thân xác hồn tràn lạc hơn thiêng, cầu xin Chúa Thái Thần, người được thân ái hùng đơn, hùng được tin con tình yêu trái lãng, cho lòng tha thương bên Chúa luôn. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con và miệng con sẽ tao giao lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con. Sáng ra có Chúa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, chẳng vậy Thầy đâu có nói với anh em là Thầy đi dọn chỗ cho anh em?
Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy sẽ trở lại và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và thầy đi đâu anh em biết đường rồi, sao biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha. Lạy Chúa Kitô, hãy khen Chúa. Đừng xa xuống. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban cho chúng con sự sống mới. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng con niềm tin tưởng và luôn phó thác vào tình yêu Chúa. Xin cho linh hồn mắt ta được hưởng phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Lạy Chúa, mỗi người chúng con dù thế nào đi nữa cũng vẫn được Chúa dành sẵn cho chỗ cho chúng con trong nhà Chúa. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ biết sống một cuộc sống có ý nghĩa, để sau này chúng con được Chúa đưa vào chỗ đã dành sẵn và được hưởng niềm vui vĩnh cửu. Xin Chúa cho linh hồn mắt ta được sống muôn đời trong nhà Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phải đi theo thầy mình. Xin cho chúng con luôn theo sát Chúa. Vì lên Na Po hay núi Sọ, chúng con mới được phục sinh và được ở bên Chúa mãi mãi. Xin cho linh hồn mắt ta luôn cùng. Mân côi năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi màu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả tháng nước Cha chỉ đến. Ý Cha thầy đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử, amen. Chúng mừng mấy trong Chúa. Con đang cây trông, nhà đường con
linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ thì hằn mòn người gói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Thương toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thánh chi tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu thương sức mạnh, nhà thân vượt lòng chỉ yêu thương. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ chỉ Israel, tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Thank you.
gian ác, cứu con qua ánh tội
linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại mẹ con cứ mang con trong muôn mảnh tội lỗi con thân tội lỗi con sinh trong kiếp tội nhân con hằng sợ hãi u sầu giúp con nguyện lòng từ ái
gia đình xin biết báo hạ hồi cho chúng tôi cho tới đây là có lời chúc mừng sâu sắc nhất đối với gia đình trang chủ. Sau đó có bản sống rằng đến lúc phụ đi xa mà chúng tôi xin được bắt đầu. Thank you.
chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha. Là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trăm năm mai được bình yên. Kính thưa các đồng chí đại diện cho chi ủy, chi bộ, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, ban công tác mặt trận cùng các hội đoàn thôn Bình Thượng. Kính thưa các vị đại diện cho hội đồng mục vụ giáo xứ Bình Cách. Kính thưa các quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình an quyến. Cụ Nguyễn Thị Hữu sinh năm 1943 tại thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Yên Thọ, thuộc chi hội Người Cao Tuổi Việt Nam thôn Bình Thượng. Cụ là xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thượng. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được con cháu và gia đình cùng với các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa. Xong do bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 18 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2023, tức ngày 27 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, thượng thọ 81 tuổi. Sau khi nhận được tin cụ Nguyễn Thị Hữu qua đời, các đồng chí đại diện cho cơ sở thôn cùng các ban ngành đoàn thể đã đến chia buồn cùng với gia đình và thành lập ban lễ tang, tổ chức lễ tang theo nghi thức của địa phương do Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thôn Bình Thượng vào đặt vòng hoa và lễ thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Xin mời quý đại diện người cao tuổi Việt Nam Thái Thọ và đoàn chia buồn của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Thái Thọ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân cùng quý khách xa gần, kính thưa hội tang cùng gia đình tang chủ, tôi đại diện cho ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Yên Thọ đọc lời chia buồn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thư chia buồn của ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Yên Thọ kính gửi gia đình ông Nguyễn Văn Động cùng con cháu và họ mạc, thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, được cụ Nguyễn Thị Hữu, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, chi hội Người Cao Tuổi Bình Thượng từ trần. Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa gia đình, cụ mất đi là một tổn thất to lớn đối với gia đình. Cụ mất đi, gia đình mất một cụ người thân, toàn thể mất một hội viên, xã hội mất một công dân tốt. Để tỏ lòng thành kính và thương tiếc trước hương hồn oanh linh của cụ, toàn thể ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Yên Thọ
gửi đến cụ lời chào vĩnh biệt và kính chúc cụ an giấc ngàn thu nơi cõi hành. Yên thọ ngày 19 tháng 4 năm 2023, thay mặt ban chấp hành chủ tịch đã kính. Thay mặt ban tổ chức lễ tang của gia đình xin chân thành cảm ơn. Để tiếp nối chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vò Đặt Vòng Hoa và lễ thắp hương kính viếng linh hồn cụ xin trân trọng kính mời đoàn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang của gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang của gia đình xin trân trọng giới thiệu Hội đồng một vụ giáo sứ Bình Lách vào đặt vòng hoa và lễ thắp hương kính viếng linh hồn cụ xin trân trọng kính mời đoàn. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang của gia đình xin trân trọng giới thiệu Hội phụ phân hội phụ nữ xóm Trung Thành vào đặt lễ thắp hương kính viếng linh hồn cụ xin trân trọng kính mời đoàn. Bạn bè thân bằng cố hữu, anh em bà con trong xóm ngoài làng đã đến chia buồn, đặt vòng hoa và lễ viếng cùng với gia đình, có đến đến khi tiến đức đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban lễ tang xin kính báo trước hội tang và xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Hiến, trưởng ban lễ tang liên tóm tắt tiểu sử của cụ Nguyễn Thị Hữu, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, ban công tác mặt trận, hội đồng quản trị hợp tác xã cùng các hội đoàn thôn Bình Thượng. Kính thưa các vị quý khách xa gần cùng toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Thị Hiếu cùng đại gia đình tang quyến. Hôm nay mọi người có mặt tại đây, chỉ ít phút nữa chúng ta
lại vĩnh biệt và tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Hữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ là một công dân tốt, một xã viên gương mẫu cần cù, một hội viên tiêu biểu, một người lối xóm luôn sống tình nghĩa và tình cảm gắn bó với mọi người. Cụ Nguyễn Thị Hữu sinh năm 1943 tại thôn Bình Thường, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cụ được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước. Khi tuổi còn nhỏ, cụ được gia đình chăm lo ăn học. Ở thời kỳ đó, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả. Song gia đình cụ vẫn luôn yêu thương, đùm bọc, sẻ chia. Đến tuổi trưởng thành, cụ đã hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương và xây dựng gia đình cùng với cụ ông thân yêu. Cũng từ đây, các cụ cùng chung tay vun đắp cho tổ ấm gia đình. Cuộc sống tuy gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng cũng là niềm hạnh phúc chắp cánh cho nghị lực cuộc sống. Tích cực tham gia lao động sản xuất, đem lại thu nhập cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương. Cụ là những xã viên tiêu biểu tích cực trong những năm đầu thành lập và xây dựng hợp tác xã, hăng hái trong lao động sản xuất, cùng toàn dân thực hiện mục tiêu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam thân yêu. Cụ là một tấm gương sáng trong việc chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Cụ sinh hạ được 5 người con, 2 trai, 3 gái và đã có được 23 cháu chắt nội ngoại thân thương. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất và là niềm an ủi động viên cho cụ về hạnh phúc của cháu con. Các con cháu của cụ đều ngoan hiền, hiếu thảo và là những công dân tốt, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Con trai và con rể của cụ đã tham gia lực lượng vũ trang và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao cho. Những năm tháng gần đây, do tuổi cao, sức yếu, cụ lâm bệnh. Cho đến 18 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Quý Mão, tạo hóa lâm chung, cụ rời chân vĩnh biệt trần gian về hưởng nhan thánh chúa. 81 năm trong cuộc đời của mình, cụ luôn dành trọn cho hạnh phúc tương lai của con cháu cùng gia đình họ Mạc cho đến hết cuộc đời. Trước lúc cụ đi xa, vĩnh biệt cụ Nguyễn Thị Hữu, chúng ta mất đi một công dân tốt luôn sống gương mẫu, tình cảm, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Cũng từ đây, các con mất đi người mẹ giàu lòng, bao dung, che chở, vị tha, đầy kính trọng. Các cháu chắc mất đi người cụ, người bà, đức độ, nhân hậu, hiền hòa. Anh em họ Mạc mất đi một người thân yêu nhất. Cụ mất đi, xã hội mất một công dân gương mẫu. Bà con lối xóm mất đi một người bạn vong niên, hiền lành, chất phát, chân thành. Các hội đoàn vắng bóng, một hội viên tích cực, thân thương. Vĩnh biệt cụ hôm nay có khá đông đủ các đại biểu quý khách, bà con lối xóm. Mọi người sẽ nhớ mãi tình cảm chân thành của cụ. Một tình cảm trong sáng, có trước, có sau, là nét đẹp trong cuộc đời của cụ. Cụ đã từ giã chúng ta để về với cõi vĩnh hằng. Ở nơi ấy, luôn cầu chúc cho linh hồn cụ được thanh thản. Ba tấc đất ngàn thu vĩnh biệt,
chín tầng mây muôn thuở tiêu dao, rồi xe tang đưa về chốn Cửu Tuyền, trầm tỏa ngát khói hương bảng làng, chốn Bồng Lai ruột bóng hạt bay. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin chuyển lời của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền cơ sở, ban công tác mặt trận, hội đồng quản trị hợp tác xã cùng các đoàn thể ở cơ sở thôn tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống, tích cực tham gia học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng hạnh phúc và kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trước giờ phút vĩnh biệt cụ Nguyễn Thế Hiếu, tôi đề nghị toàn thể hội tang đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình lễ tang, xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Văn Chính, đại diện gia đình có lời trước hội tang, xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các ông bà đại diện cho quân dân chính đảng, kính thưa hội người cao tuổi, kính thưa các đại diện cho ban ngành, quản trị hợp tác xã cùng ban ngành đoàn thể thôn Bình Thường. Kính thưa các ông các bà đại diện cho ban ngành giáo xứ Bình Cách. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em, các bạn bè xóm giềng gần xa và thân bằng vô hữu của mẹ và người thân trong gia đình chúng tôi. Cụ, bà, mẹ, gia đình chúng tôi sau một thời gian lâm bệnh, tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, nay được Chúa gọi về. Trước mất mát đau thương trong gia đình chúng tôi, mặc dù đã được các bác sĩ cùng với con cháu trong gia đình hết lòng chăm sóc, đó là một sự thiếu hụt rất lớn, không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi. Từ khi mẹ chúng tôi lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, cha xứ, ban hành giáo và các hội đoàn, các ông bà thông gia, liêm gia, các bác, các anh, các chị em, bạn bè, bà con lối xóm. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi. Thưa toàn thể hội tang, một lần nữa, trước buổi tang lễ cho mẹ tôi được trang trọng, thay mặt gia đình và người thân, tôi không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn tới toàn thể hội tang đã bất chút thời gian vàng ngọc đến và tiễn đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tham gia bối rối, gia đình có điều gì khiếm khuyết, rất mong được sự lượng thứ. Và sau thanh lễ an táng tại nhà thờ, mẹ tôi được đi hỏa táng về an nghỉ tại phần thánh giáo xứ Bình Cách. Thay mặt cho gia đình, trân trọng kính mời các vị đại biểu và toàn thể hội tang về tại gia đình mày trầu mày nước để gia đình được cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng, thay mặt ban lễ tang, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, hợp tác xã, ban công tác mặt trận, các hội đoàn, các vị quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân để đến dự lễ tang và tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Hữu về nơi an nghỉ cuối cùng với tình cảm và nghĩa cử cao đẹp. Trong khi ban tổ chức lễ tang làm việc, có điều gì sơ suất, mong được lượng thứ. Vĩnh biệt cụ Nguyễn Thị Hữu, xin kính chúc cụ an giấc ngàn thu khói vĩnh hằng. Tới đây, thay mặt ban lễ tang, tôi trịnh trọng tuyên bố chương trình hành táng cụ Nguyễn Thị Hữu được khởi hành. Dưới sự chấp điều của Nguyễn Văn Kém, đề nghị các hội đoàn vào chuyển với nghĩa cụ với xe tang tiễn đi cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Chúa ơi, 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 chúa ơi
Bye.
Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người chị em tín hữu của chúng con là bà Marta Nguyễn Thị Hữu được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đứng đánh bại thần chết và xin cho bà được tham dự vào đời sống phục sinh của người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Daniel. Trong những ngày ấy, tôi là Daniel đang than khóc và nghe Chúa phán lời này. Vào lúc đó, tổng lãnh Mikael sẽ đứng lên bênh vực con cái dân ngươi. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy ra từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Vào thời gian đó, dân ngươi sẽ được cứu thoát, tất cả những ai đã được ghi trong sách. Giữa những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy, kẻ hưởng phúc trường sinh, kẻ phải tủ nhục muôn đời. Các hiền nhân sẽ rực rỡ như bầu trời chói sáng, và những vị dạy cho nhiều người biết sống công chính sẽ giống như những vì sao tồn tại mãi muôn đời. Đó là lời Chúa. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình,
và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại, là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến và biết nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin hãy tôn vinh danh cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: Ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Thế thì khi chết rồi thì linh hồn sẽ như thế nào, và sống khi không ở trần gian này chúng ta phải làm gì, và chết rồi thì có phải là chúng ta phải tổ chức đám hoặc là linh đình thật to hành tráng để cho linh hồn đấy được thì được về được hưởng với nhau như Chúa không? Có phải như vậy không? Phải. Tôi có một câu chuyện kể như thế này. Một người này có ba người bạn, thì hai người bạn thì anh ta coi hai cái người bạn này rất là thân, có nghĩa là gắn bó rất là thân. Còn người bạn thứ ba thì anh ta rất là nhạt nhẽo, thậm chí có những lúc coi thường và còn cảm nhận của người bạn thứ ba. Nhưng mà khi anh ta chết đi thì gia trình tưởng công, trước khi phán xét trước tưởng công, thì cái người bạn thứ nhất không đi cùng anh ta. Thế người bạn thứ nhất là cái gì đây? Đó là tiền bạc, đó là quyền lực, đó là chức gì, chức nước. Và chúng ta thấy không, dù người ta có giàu có đến bao nhiêu chăng nữa, chức nước đến bao nhiêu chăng nữa, hoặc là cứ người nghèo cùng mình đi như thế nào nữa, khi chết đi rồi có ai mang một đồng xu đồng cát nào không? Không, bỏ lại tài sản hết mọi sự, không ai mang theo được một thứ gì đâu. Chúng ta cũng nghĩ là dù có chủ tịch đi chăng nữa, cũng tổng thống đi chăng nữa, thì lúc chết tôi có mang theo được cái gì đâu, không mang theo được gì đó. Với cái người bạn thứ nhất mà anh ta gắn bó
gắn bó quan trọng của sống sống ở trần gian này. Thế thì những thứ cũng quá, chúng ta thấy ở trần gian này nhiều người lấy tiền, đặt tiền trên tầm Chúa. Thì quan trọng của ngài là chất danh dự và chức tước trên tầm Chúa. Và cuối cùng là chúng ta thấy khi chết đi, những thứ đấy có bảo vệ là khó đâu. Thế nhưng người ta vẫn cứ lao theo. Và cái người bạn thứ hai, khi mà anh ta đã chết cửa công, thì cái người bạn thứ hai đến với chiếc cửa công đó, thì họ đưa anh ta đến đó, rồi họ là gì? Rút lui và họ ra về hết. Thế người bạn thứ hai đó là gì? Đó là những người nhà thân yêu. Tức là một người chết đi đấy, chúng ta thấy được dù vợ, dù chồng, dù con cái chắc chắn cố gắng có bao nhiêu đi chăng nữa, có yêu thương bao nhiêu đi chăng nữa, thì chúng ta thấy khi chết rồi họ cũng chỉ như đưa chúng ta ra gì nghĩa địa nghĩa trang thôi, rồi ai về nhà gì nhà ấy thôi. Chúng ta không nhận điều đó, dù cố gắng có đi bao nhiêu chăng nữa, thương yêu thế nào chăng nữa, thì cũng chỉ đưa chúng ta ra nghĩa trang rồi họ lại chờ gì trở về. Thế còn người bạn thứ ba mà sống trong cuộc đời anh này chẳng để ý mà cũng chẳng thấy nó quan trọng, mà thậm chí có đôi khi còn coi thường nữa. Thế nhưng mà chính người bạn thứ ba này lại là người bảo vệ anh ta, lại là người đứng ra trước quan tòa để gì? Để xin cho anh ta được tránh án. Người bạn thứ ba là ai đây? Kính thưa cộng đoàn thân mến, người bạn thứ ba chính là những cái việc lành phúc đức chúng ta làm với người bạn thứ ba. Đó là những thánh lễ chúng ta đi hàng ngày, chúng ta dâng lễ hàng ngày. Đó là những cái sự quảng đại chia sẻ của chúng ta đối với người nghèo, đối với hai nhân. Đó là những hy sinh chịu đựng của chúng ta. Đó là những cái bệnh tật ốm đau mà chúng ta phải chịu. Thì những cái việc lành, những cái sự hy sinh đó, thánh lễ đó, những việc cầu nguyện đó, đó là người bạn mà đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Dù chúng ta chết đi thì những người bạn đấy vẫn chỉ đi theo, và chính người bạn đó đó là những người bảo vệ chúng ta, là bảo vệ chúng ta đó. Thế nhưng là ý thức cộng đồng có ít ai nghĩ điều đó, ít lắm. Cho nên tôi mới dẫn dắt cái câu chuyện đó là người ta cứ nghĩ là khi chết đi là tổ chức cái đình là cho linh hồn chứ không phải. Khi chết đi đấy ai cũng phải ra tòa án trước Thiên Chúa. Và những cái việc lành phúc đức của chúng ta ấy, cái điều đó khi vật sống hiện sinh như này, khi chúng ta còn đang sống như này, thì cái điều đó là quan trọng. Cho nên là trong bài chính sách Daniel chúng ta nghe vừa nghe đấy, giữa những kẻ ăn kỷ trong vùng đất nhiều người sẽ thức dậy, kẻ thì hưởng phúc trường sinh, kẻ thì phải tủi nhục muôn đời, và các hiền nhân thì sẽ rực rỡ hơn bầu trời chói sáng, và những vị dạy cho người biết sống công chính sẽ giống như vì sao tồn tại mãi muôn đời đó. Thế thì những người mà sống trong cuộc sống trần gian này thì họ hy sinh, họ thờ phượng Thiên Chúa, họ bác ái, họ chịu đựng, họ làm những việc lành thánh, thì Chúa phải ban phần thưởng cho những người đó, chứ không phải là chết như ai cũng giống ai đâu. Không phải. Cho nên là người kinh thôn của chúng ta các phải luôn tỉnh thức và ý thức trong cuộc đời của mình. Cái điều đầu tiên đó là thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, rồi chúng ta phải có lòng thương cảm bác ái với các nhân nhân. Rồi nếu có tiền có của thì đừng giữ bo bo cho mình, và hãy san sẻ chia sẻ cho hai nhân. Với những tiền của đấy không có thể nào mang đưa chúng ta vào thiên đàng đâu, mà những cái đời nếu chúng ta không có tiền của mà không chia sẻ bác ái thì đó là an phạt cho chúng ta, chứ không phải là vinh dự đâu, không phải vinh dự đâu. Rồi thì nếu Chúa cho chúng ta chỉ
những cái bệnh tật đấy. Bà mắc tai khi cuối đời bà chịu những cái bệnh tật gần một năm trời, là gian lao khổ cực, rồi là bệnh tật đau đớn. Nếu mình nhìn theo con mắt thể xác, một con mắt thể lý bình thường ấy, thì sao một chú ơi sao không cho bà chị một hai ngày thôi, chị mắc phép rồi thì cất bà về, đừng để cho bà còn chịu lớn đau như vậy. Và con cháu đỡ thì khổ, đỡ thì khổ. Đấy là cái con nhìn gọi là con mắt thể lý chúng ta, con tự nhiên chúng ta thôi. Nhưng đối với Thiên Chúa thì nào? Những cái ngày tháng bà chị ốm đau bệnh tật đó, đó là chúng ta thanh luyện đức tin của bà. Nếu bà muốn bị mà không rơi xuống đất mà không thối thì không chết thì không sinh hoàn trải. Nếu cũng không có những ngày tháng đó để mà dâng cho Chúa thì chúng ta thấy Chúa luôn luôn gì thấy những điều tốt điều lành chúng ta ban cho bà những điều đó, để gì khi chết đi những điều đó mang bà về với gì với Chúa, Chúa đưa bà về với Chúa nhờ những sự hy sinh đó, nhờ sự hy sinh đó. Đấy chúng ta thấy đấy. Cho nên là kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng tất cả mỗi người chúng ta, ai sống trong trần gian này, dù giàu có, dù nghèo khổ, dù béo, dù gầy, dù đẹp, dù xấu, tất cả đều phải chết. Nhưng khi chết rồi thì cái quan trọng nhất sau cái chết đấy, ai được hưởng hạnh phúc bên thiên đàng, ai được trầm luân, ai bị trầm luân và ám khổ, thì tùy vào cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ đấy. Cho nên chúng ta hãy sống và làm phúc đức, hãy sống tốt, hãy tha thứ, hãy yêu thương, hãy quảng đạt, thì đó mới là tin được là tốt nhất trong cuộc đời chúng ta, và sẽ là bảo vệ chúng ta cũng như là che chở chúng ta sau này thì trước mặt Thiên Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta cũng là người tiên đưa của bà Mạc Ta trở lại với Chúa 81 năm và sống trong cuộc đời dương thế. Có lẽ là mọi người cũng đều biết cái đời sống của bà đã gắn bó với Chúa qua đời sống đức tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Và đối với con cái cháu chắc thì bà luôn luôn là gương sáng, và cái đời sống của bà cũng đã làm cho con cháu những cái nhận thức. Và điều đặc biệt là chúng ta thấy một cái sự âm thầm hy sinh của bà, mà có lẽ ít ai nghĩ đến cái phần khó khăn. Chồng của bà làm chủ gần 2 năm trước khi lập trước thấy lẽ của hỏi hành động là ông làm chủ cái này tôi có kỹ được 10 năm thôi, nhưng mà 16 năm những cái thời khắc khó khăn rồi thì giáo sứ lúc đấy chưa có cha hiện diện trực tiếp như bây giờ, rồi thì chính quyền rồi thì cũng mọi kiểu cũng khó khăn, và ông cũng đã phải đương đầu đến hết mọi sự nghịch cảnh, và ông gắn bó với nhà thờ, và ông làm chủ người gần 2 năm trở thế. Chúng ta chắc không biết được đâu, có lẽ bề ngoài chúng ta nghĩ là đơn giản, nhưng có lẽ đó là bà Mạc Ta khi cũng thấu hơn ai hết. Và cái nỗi khổ cực của chồng của bà cũng như cái hy sinh đó, thì người ta nói là sau cái thành công của người chồng thì có bóng dáng của người vợ. Và chắc chắn nếu như bà ta mà không cộng đồng lao cộng khổ với chồng của bà làm chánh chương từ 16 năm như vậy, thì làm sao mà chúng ta thấy ông có thể chu toàn trách nhiệm của vợ với những chức vụ trong giáo xứ như vậy. Và chắc chắn bà luôn âm thầm hy sinh, chịu đựng và gánh vác mọi công việc trong gia đình. Sự âm thầm hy sinh đó thì ai thấu hiểu đấy? Và chúng ta thấy chỉ có bà mới thấu hiểu được cái điều này. Cho nên cái sự hy sinh âm thầm gọi là của bà chủ đấy, thì chúng ta thấy quý báu vô cùng. Và nếu bà không hy sinh như vậy thì làm sao chúng ta thấy ông có thể làm chủ được cái thời gian dài đẳng như vậy? Cho nên là có lần này tôi cũng đang thăm mà có một cái bà chủ hiện tại bây giờ trong giáo xứ ta, thì bà nói lúc này tôi cũng cảm động vô cùng. Cha, con biết được chồng con làm ba đình cháu làm chủ
con chỉ cần thế này, chồng con chu toàn đầy đủ, con tất tần tật các công việc gia đình con lo hết, từ đây con so sẽ lo hết, chu toàn hết và con gánh vác hết. Thế cho nên là cái âm thầm, cái sự hy sinh của bà mặc ra chắc chắn chỉ có Chúa mới thấu được. Cũng đó cũng là một tấm gương cho tất cả mọi người chúng ta trong giáo xứ để góp công góp sức và hy sinh đó để xây dựng giáo xứ, giáo xứ chúng ta. Nguyện xin Chúa có làm chuyển động của mẹ Maria và thánh cả chúng xem thương xót với linh hồn của Maria và chắc chắn ngân vô thắng toàn. Dù sống ở trần gian này con người có thánh thiện đi chân mấy chân nữa thì cũng có lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa và xin Chúa lượng thứ tha thứ những thiếu sót tội lỗi của bà khi còn sống ở trần gian này và bà có lỗi lầm gì đối với tất cả mọi người chúng ta thì chúng ta mới lượng thứ cho bà và xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho bà phần thưởng bước chậm và nếu bà trên thiên quốc thì xin nhớ đến tất cả mọi người chúng ta và xin Chúa nâng đỡ con cái cháu trai của bà trong lúc tang gia này. Amen. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc khải người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi chúng toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc an táng và từ biệt người, chị em thân yêu của chúng ta đây, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín giao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Và sự chết được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn bà Martha sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn thiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ kẻ chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúa con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin ơi ngài tôi
cha quả năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ ở tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, con xin dâng của lễ này để cầu cho người con của Chúa là bà Martha Nguyễn Thị Hiếu đã lìa khỏi thế. Xưa Chúa đã lấy nước mà thanh tẩy bà, nay nhờ Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng khoan dung thanh tẩy bà Martha sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúa cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa toàn năng khẳng hữu, Chúa con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhà Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng bài đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con. Đến nay buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lời Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể tạo binh thiên quốc, Chúa không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa. Cùng một thể thức ấy, sau ăn tối người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước với và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con đã làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và hồng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến một Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cho đến tôi tớ Chúa là linh hồn mắt ta, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết đi con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã linh trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa thầy được vào hầm ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lời Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảng nguyện ơn rằng: Oh,
gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám xuống ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành Mát-ta Nguyễn Thử Hữu đã qua đời, được thoát khỏi vòng tội lỗi
để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hàng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người chị em mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn bà Martha được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để bà Martha được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô.
Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ dồi dào cho người chị em chúng con khi họ còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự các thánh thông công trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh người chị em chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru,
mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Niềm thương tiếc nuối nào môi, bao niềm đau xót xa ngậm ngùi. Mẹ cha đã mất, con bơ vơ khi mùa xuân đến. Nghe gió xuân sang, con mình mang kiếp sống lạc lối. Thương nhớ hoài tình nghĩa mẹ cha. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu chùa mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông, một đời thương con mang nặng bao cay đắng khổ đau, không ngại chi nắng mưa sớm chiều. Tình cha mẹ đã nuôi con qua những ngày gian khó, con đã lớn còn đâu bóng dáng cha mẹ,
đau xót vì chẳng đáp đền ơn. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu cho mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vời vợi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Biết nói chi hơn, chỉ khấn cầu lòng Chúa xót thương. Ngàn vạn công ơn con làm sao báo đáp giờ đây, chỉ cầu xin Chúa thương lập đầy. Càng thương càng nhớ, con van xin tình Ngài nâng đỡ. Sao một ngày kia kết thúc cuộc đời, hạnh phúc trùng phùng với mẹ cha. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu chùa mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vời vợi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Thắp nén hương lòng kính nhớ mẹ cha đã ra đi, công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông. Biết nói chi hơn, chỉ khẩn cầu lòng Chúa xót thương. Vành khăn tang con mang trong tim
vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì? Con biết nói gì trong phút giây ta từ xót thương người xin xót thương con. Xót thương người lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con. Xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian. Rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Trong đêm trường nhắc cho người kiếp sống mong. Vinh phúc. Hôm
nay chư dân loan truyền với nhau rằng hỏi nói với nhau. Trong đau thương sẽ gạt giữa vui mừng. Ô sát tăng đấy,
lại xin Chúa tha tội và cho linh hồn lên thiên đàng hưởng mọi sự thanh nhàn vui vẻ, làm một cùng các thánh đời đời. Chúng con xin sự ấy vì công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Bà đổ rồi. Bà đổ rồi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tái sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh nga chết mà tan sát xuống một tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên nhiều Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau, bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này các thánh tâm cầm. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sát loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy ơn Chúa, chúng con xin Chúa chữa linh hồn mắt ta cho khỏi tù ngục, cùng ban cho mắt ta được an nghỉ. Chúng con xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin và xin cho lời ấy thấu đến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa rủ lòng thương tha những hình phạt mà mắt ta này là tôi tá Chúa đáng chịu vì tội lỗi mình. Vì xưa nay mắt ta đã vâng theo thánh ý Chúa, lại ban cho mắt ta xưa vốn đã thông công với người có đạo thể nào, thì bây giờ được thông công và được ở cùng các thánh thể ấy. Chúng con xin sự ấy vì công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Sự sống này bao năm mộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời của sống hiền minh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày hãy trông cậy người cho liêm, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu ban cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Từ chốn lên hình ô tôi mong tiếng bao linh hồn con ta tin rằng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đàn con cái tiếng ta ban nài. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm ngủ hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy vai thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
ngày tan trôi và quên lãng. Nào biết trong ai người nhớ thương, lệ sầu rưng rưng mà đôi mắt lờ hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng khóc than còn bằng lớn với tám năm u hoài đớn đau. Ơi hãy loay thương lòng từ bi hãy chiếu soi lên mọi linh hồn chúng con và đưa linh hồn mang ta qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng chim mà Chúa giơ tay giảm tán lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu và đưa linh hồn mặt ta qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay giảm tán lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu và đưa linh hồn mặt ta qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay giảm tán lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau. Ra đi, xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Tôi đã nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho, xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi. Ra đi lần cuối không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi, đã khoác vào chiếc áo tân hôn, đây là giờ tôi đến với mang theo chỉ có mỗi con tim. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa bình an niềm vui với yêu thương, xin để lại anh em tất cả ca lên đi khúc hát chia tay. Xin vĩnh biệt mọi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Chúa ơi, Chúa
trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tin con. Chúa đã nghe tin con. Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắm tâm thân tôi. Ôi thân tôi, trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng Chúa con. Đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm ngước trông về Chúa tự nhiên. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trong cây nơi Chúa vẫn chung kia. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng Chúa đã nghe tiếng.